để thịt heo nước thành thành cái quái nó chảy như này. Ba chục quái, ba chục cái em chưa mà cho thành cái đây một chút ít gia vị muối này. Khi mà vào trong là vào thì cái gân của cái này này nó phải vuông góc với cái thằng gân này, thì khi mà rách thì nó chỉ rách một tờ thôi. Đó. Trong cái thằng thứ ba này thì lại phải để cũng để ở trên này, nhưng mà nó này vuông góc với cái thằng dưới thân này, thì cái cặp thằng dưới cùng này nó đằng này, còn cái cặp trên này nó phải đặt ở chiều này. Tức là nếu mà có ba góc thì là ba cái cặp này là ba phía, nếu bốn lá thì phải có một cái cặp nữa là đằng này, nếu mà có bốn lá thì cái cặp này phải nằm ở chỗ này, tức là cái cặp nó đi xung quanh này, nhưng mà có ba lá thôi chứ bốn lá thì nó bị dày. Đây là bánh chưng bằng lá chuối đây. Ôi lá chuối mà bánh bánh năm ngoái là ai chuối đấy mà nếu mà lá lại tẻ lại chung ấy, như nó rong rong gốc còn đẹp khuôn lá chuối. Cái này góc khép một tí thế này thôi, góc tí này chứ góc nhiều chút không mở được đâu nhá. Đặt nó vào cái thằng kha này, đặt thằng này mở ra. Không ăn thì làm sao đi chơi được? Mở đường qua sách cá. Tất cả nhà ăn. Nó ra thủ mẹ, nó ra này. Nó rủ bà đi chơi. Đi ra đi con. Dạ. Đó là cho gạo mà. Cho gạo. Bát gạo hơn này. Gạo đầy á. Hai bậc thì cho một thằng này vào. Thế xong mình lại xúc thêm một thằng nữa để sẵn ở đây. Được rồi. Cho anh cho gạo vào xong bắt đầu cho đều các góc, ấn các góc cho nó chèn vào. Cái này quấy cái này nó nặng bao nhiêu? Ký không? Hơn ký, cân ký một cái hả? Bị ấn góc. À, đậu xay góc ra thì cái góc nó vuông góc, nhưng mình ấn không đều là cái góc nó bị nốt mà bị nhấp. Quấy không bị. Cho cái đũa này thì cho làm sao mà nó còn không được cho hết gạo. Ví dụ nó còn cách khoảng nửa phân nữa thì nó mới đến chạm bên lá, chứ cái đũa mà nó ra ngoài quá thì nó nhanh bị chua. Kể cả thịt cũng vậy. Nó phải lòi ra ngoài chứ hả? Không được đỗ lòi ra ngoài. Thịt với đỗ không được lòi ra ngoài, ngoài bánh. Này là mấy miếng thịt rồi? 3 miếng hoặc là 2 miếng hoặc là 4 miếng nó tùy. Đó. Thế xong rồi cho ấy rồi xong còn nửa đỗ còn lại cho tiếp lên trên. Đó. Tiếp lên trên dàn đều. Ấn xuống xong rồi cho nốt cái gạo. Cho nốt gạo cũng lại dàn đều đúng không? Dàn đều xong rồi ấn qua các góc. Vì chúng ta đánh cho nó không vuông. À. Đây, quá đẹp. Thế xong rồi bắt đầu mới thế này. Cái tay này khi đã ấn rồi, ấn cái này nó xuống này. Cái tay này ấn nó xuống này. Cái tay ấn nó xuống này. Đúng không? Ấn nó xuống. Xong rồi vuốt cái góc này. Bẻ cái góc này. Cái lá này còn lên bẻ góc này. Này. Đấy, cho lá vào, cho nạt. Bốn cái nạt à? Bốn nạt. Nhấc cái này lên này, cho cái nạt lên dưới này. Cái nạt buộc làm sao mà nó phải chạm cái mép lá này thì nó không bị bong lá. Bẻ vào chỉ nó bị xấu này, bẻ nó vào, bẻ vào bên trong đúng rồi. Lá chuối này nướng quá nó dễ nhỉ? Đúng rồi, nướng hoặc luộc con ạ. Luộc thì nó mất màu xanh. Có điều kiện nướng nó phơi tối hóa thì được, nhưng mà phơi tối hóa nhiều lúc nó không vẫn không đạt. Đó, đạt rồi. Cái bánh này sao?
anh chặt gì? Bán rồi. Dạ. Tôi đưa cho mẹ. Bố kéo góc bố kéo nó cứ bị vậy. Những phần to thì ta đáng kéo phần này trước này, bởi vì cái phần này nó là phần cứng thì bố là sao buộc phải phần này. Đây hay là ba lá quá vậy? Ba lá đã nấp dưới đây. Hai lá này này còn một lá nữa. Lá đó mà đủ. Lá trên cùng cho cái mặt ấy, mặt gân lên trên. Cái lá đầu tiên này là thì cho cái màu xanh này ra ngoài. Rồi. Thế còn cái lá phía trong bắt đầu cho lá màu xanh lên trên để tiếp xúc với gạo. Rồi. Cái này sợ nó bị nhỏ lá này. Nhỏ lá này thì phải kê. Đây cái khuôn này. Cái khuôn thì quá nhanh hẳn như vậy. Quay mà nó quay đùm không? Quay tay nó quay đùm đấy không? Quay đùm đấy. Mẹ, bà ngoại. Cái khuôn này nó đẹp hơn, nó vuông. Bà ngoại bà quay đùm mà quê con biết quay một tí gạo cái to đấy. Quay giờ nhanh hết gạo. Ngoài quê bình thường là mẹ quay quay đùm quay to mà bảo quay đùm lắm. Chả có khuôn đẹp gì. Xưa nó khuôn nó quay đùm thôi, cũng quay quê rồi. Nông qua đêm này. Không, ngâm 2 tiếng thôi. Ngâm 2 tiếng hả? Cô dậy 4 giờ, bố vo xong nhưng mà. Dậy nhưng đỗ tiếp thôi. Dạ. Gạo cho đậu. Để xanh. Thịt ở giữa, đậu ở chùm lên thịt. Giờ cũng Phương ơi. Đấy. À, bác anh đi kẹp cho mẹ miếng. Cầm mẹ miếng. Đói quá, mày tự nhiên là đói thôi, nhất chân chay. Ăn bốn tối thôi. Hai người anh, ăn quả ổi, ăn một đuôi. Chắc ăn một đuôi. 30 cái, nhỉ? 30 cái. Thì cái lá này nó nhỏ này giờ thì nót này, cho nót nót lá này, lá chuối này. Đó, để nót lá chuối. Đi đu mẹ đu đuổi, đảo thịt. Tay còn cứng một đảo thịt, còn đảo thịt. Lót này, cái. Phải lót cái này ở đây. Lót này. Đó. Cái lá chuối này lúc mình luộc lên bóc ra nó dễ nhỉ? Ừ. Nhà nào cũng có điều kiện mua lá dăm thì quán lá chuối không? Chuối quán dễ. Đẹp đấy. Đó, đây cái lạc đây. Đấy, cột lạc đây. Đây một cái bánh chưng này có 3 cái lá chuối gói được một cái, 4 cái lạt, cái này nặng một tí. Nó dòng con cũng gói vậy, à. cũng đặt trên thế này. Cái này nặng một ký, hơn ký này. Được xong hơn. Cái khuôn này hơn một ký. Này. Đó, ở đây là một khuôn này, lá chuối như thế. Đó, đây là gói tiếp. 3 lá đấy. Đó. Nó dưới cùng là để cái gân ở ngoài. Bây giờ lá đầu tiên này, lá đầu tiên là mặt là xanh ra ngoài nhé, lá đầu tiên này, chọn lá đẹp, lá to nhất là chọn một màu xanh ra ngoài, xong đến cái lá trong cùng thì màu xanh lên trên, nhưng mà phải để ngược, để cái gân lá này, mấy cái lá gân lá này là phải vuông góc với nhau. À, chứ không rồi. Để dọc khi mà nó rách một cái thì cái thằng lá này nó chỉ rách dọc thôi. Ví dụ cái lá này nó rách dọc cái này đấy, nó rách dọc cái này thì hai cái thằng nó phải ngang nhau, chứ không hai cái để chồng với nhau thì nó rách cùng một cái đấy. Thế là nếu mà rách một lá thì vẫn còn một lá trên nó giữ lại.
nha. Cái lá này thì lại để vuông góc với thằng này, vuông góc với thằng này, thì khi cái gân lá này ở chiều chiều bên này rồi thì cái gân lá này phải để chiều bên này, đối ngược nhau ấy. Đối ngược nhau để cho nó không bị dày. Đấy. Rồi cái lá thứ ba là cái gân xanh lên trên. Ừ, cho cái lẻo lên trên gạo. Gạo chỉ có cái lá cuối đầu tiên là lá xanh bên ngoài thôi. Rồi gói lá chuối lại có ba lá thôi. Ba lá được gói được một cái lá chuối. Ba gói thích bốn lá thì lá, nhưng mà bốn lá thì nó cái khuôn này bốn lá thì nó hơi bị chật. Còn đang ăn cắp công nghệ đấy. Quay để chia sẻ để mọi người biết để học. Thôi con đừng chia sẻ. Đó, có gạo nữa này, đấy. Một bát gạo. Có gạo. Cái đỗ này mình luộc lên mình có cho gia vị gì không? Cho muối hả? Cho muối, cho tiêu. Chính tiêu bắc. Gạo có phải cho gì không? Gạo cho muối. Muối. Đỗ không cho tiêu bắc mà nó thơm. Đó, gạo thì vo cho ít muối nữa. À, còn cái thịt va dọa này ướp cái gì đấy? Cái này là muối. Muối bột đêm, muối bột ngọt hành đêm, hành hành tím đấy. Mẹ nó to lên chứ. Đấy, đây là ba miếng thịt này. Ba miếng không? Đó, cái này ăn ngon lắm nhỉ cái gì? Nó thơm ngọt biết thì biết, đừng ăn nước da thì ăn cám gạo hơn là muối. Có khi năm ngoái được ăn bánh trưng bố chưa nhỉ? Nó ngoái cũng quá. Nó còn đến hôm mấy, cái hôm 29 này. Đó. Nó cho cái gạo nữa lên. Cái này luộc bao nhiêu tiếng mới chín rồi không nhỉ? Luộc 12 tiếng mà. 12 tiếng. Luộc 12 giờ trưa luộc 12 giờ đêm là vớt đấy. Đúng rồi. Đây bánh chưng này. Gói bằng lá chuối. Luộc với củi. Là nó chỗ nó luộc bằng bếp điện đúng không nhỉ? Nó chỗ luộc bằng chừng giá nó luộc bằng bếp điện. Nó cho pin đèn. Nó là cái đạt ở dưới. Bất dư hồi xưa gói bánh mà lúc gói xong rồi không biết rút tay nó làm sao cả. Rồi đây chuyển ra bên đây. Để ghép cái này. Mà chuyên về gói cái lạc thôi. Cái khâu này là khâu kỹ thuật. Khâu này quan trọng. Bánh đẹp như này, vuông góc là do bên đây này. Đúng rồi, chính xác. Bố khen con, khen mẹ, khen cái tuần cả nhà. Ôi mẹ hát con khen này. Khen cho mình cái đấy, khen người ngoài này. Đẹp, bánh ơi. Đẹp chưa đấy. Con ơi, ăn đi. Bố ăn thêm kìa. No. Đấy, bố cái. Cái phần này nó to này, bố kéo góc đều thì bắt buộc cái dây kéo đằng này trước để nó cân lại đằng kia chứ đừng kéo đằng bé trước. Kéo không phải kéo đằng bé thì nó lệch. Đó. Thì cái bánh mình cân. Không được. Bẻ góc đây, cái sáng bố mày cứ nó không bị chọc. Bố ơi cứ đem bẻ đằng này thì mình xếp bánh mà nó sẽ bị chọc gạo. Đấy, bên này kinh nghiệm dày mình này. Chà thì nhập bố mày hát con kia mày. Con khen mẹ khen cả nhà mình khen nhau đợi cũng đợi mình mày khen gói bánh từ trăm năm nay phải đơn giản không này bố gói từ năm bao nhiêu tuổi bánh chưng này không bố cũng mới thôi con
bố vào trong này bố cái tập quấy. Nhưng mà bố quấy thì... bố quấy sâu mẹ. Mẹ ở nhà là mẹ quấy, mẹ nhà mẹ toàn quấy kiểu phun lá dừa đi con. Không cho bố quấy nhưng mà bố vào đây bố nghe. Bố học người ta bố quấy. Đấy. Còn quấy nó chuối theo kiểu nó xong là bố tự chế. Cho Huy được tẹo này Phương. Chín cá này, 10 cá này. Ca bò, gấu, gấu đồ chơi nè. Còn ca nó có súng luôn nè. À, ca có súng luôn đấy. Cái bì nó cho ra quay ngoài nhé con nhé. Cái bì, phần bì ấy, cho ra quay ngoài. Bì cho ra ngoài. Ừ. Cái lá mà ép trước thì mình làm trước, nào lá nào ép sau thì cuộn sau. Sắt lại nước cái má đi con. À, má cái má. Bánh trưng. Bây giờ là 11 giờ rồi. Gần 12 giờ rồi. Đó, 12 giờ đêm mình vớt. Đó, đây là vườn rau Tết này. Trưng này nè, 31 cái, cho 31 cái này, đang đổ nước, đang đổ bằng lá chuối này, đó, lá chuối lấy ở đây này, lấy chuối này, đó, bây giờ là 12 giờ rồi, cho nước vào luộc rồi.
31 cái. Lúc 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm nó vớt ra. Để bánh chưng gói bằng lá chuối đây. Tiếp lá chuối đấy. Mấy củi, mấy củi. Đó, bánh chưng này gói bằng lá chuối đây, 31 cái. Bây giờ là 12 giờ. Ngày 28 Tết rồi. Đêm nay 12 giờ sẽ vớt rồi. 31 cái, có lá chuối đẹp chưa? Đó, lá chuối, toàn bộ lá chuối lấy ở đây hết rồi. Bây giờ sẽ xẻ ra mình nướng, nướng qua sơ. Đó, phần chuối đây. Nục nửa tiếng này, bánh chưng gói bằng lá chuối nục nửa tiếng đồng hồ rồi đây. Rồi, bánh chưng này. Ông ngoại đang đổ bánh chưng. Thật á. Bánh chưng đấy. Đây rồi. Để chúng xem bánh chưng nó sôi nước thế nào. Chưng sôi nhá. Rồi sôi rồi. Rồi là 5 giờ chiều rồi này. Từ lúc 12 giờ trưa này. Giờ đêm nay vớt bánh chưng này. Bây giờ 5 giờ chiều ngày 28 Tết rồi. Đấy. Là 28 Tết rồi, 5 giờ chiều. Giờ bánh chưng đang luộc đây.
Tết đây. Chưa nghe. Giờ ngày 28 Tết rồi, đang đổ bánh chưng này. 31 cái. À, đây là cái phần chuối này. Chiều ngày 28 Tết rồi, chưng thơm hết, sôi thôi.